Dạ bà vô mát đi, bà vô mát đi rồi con nói chuyện với bà. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Bà vô mát đi rồi. Dạ bà ngồi nghỉ đi. Dạ, à, bà bán cái gì? Dạ tụi con sẽ mua châm chơm cho bà bán một bịch châm chơm nhiêu tiền? Có 10.000 à. Dạ, chị cho em 10.000. Dạ dạ bà ngồi nghỉ đi. Bà từ sáng giờ bà bán được nhiều không? Bà cho con coi cái tiền bà bán á, để con coi. Bà ơi, con chỉ có 100 thôi, bà có tiền túi không? Chết. Dạ, 10.000 bà thò con 90.000 trước đi. Bà thò cho tụi con 90.000. Dạ. Dạ để con giúp bà. Bà cầm tờ 100 đi để con giúp bà con đổi tiền. Dạ bà cầm tờ 100 đi. Dạ. Rồi tụi con đưa 100 tụi con lấy lại 90. Dạ. Dạ dạ, bà yên tâm. 70 còn 20.000 nữa. Rồi 70 nha, rồi 20.000 con lấy tiền lẻ. Nha bà coi nè, dạ đây là 70. Dạ để con lấy tiền lẻ. Đưa con đồng ngàn. Dạ để con lấy tiền ngàn thôi, con lấy tiền nhỏ để bà dễ tính tiền. Dạ. Dạ dạ, con từ từ bà từ từ. Con lấy tờ 1.000 thôi, bà coi còn tờ 1.000 với tờ 500 không? Dạ. Em đặt xuống đất đi Vinh. Rồi lại biết rồi, từ từ. 1 2 3 4. Con còn 20 nữa ha. 4. 3 4. Thôi được rồi. Cái số tiền còn lại con dạ không, con không cần đâu. Trời, số tiền còn lại con biết bà. Rồi, con đưa bà 100 á, bây giờ con lấy lại chỉ có 71 2 3 4 5 7 6 là 500. À, con nhiêu nữa? Không, cái phần kia con biết bà. Dạ con lấy một bịch châm chơm nha bà. Với 500 thì bà. Dạ. Bà nghỉ ngơi chút rồi bà đi bán tiếp. Dạ tụi con đi nha bà nha. Dạ con chào bà. Dạ con uống nước mía. Thôi dạ con không ăn hết bà. Con chưa ăn cơm trưa nữa, con ăn này con ăn châm chơm của bà đỡ đói. Dạ.